Xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay mình tới quay ngôi nhà của chị Thị Xệm. Thì ngôi nhà này cũng sắp được làm lại xong rồi. Thì hôm nay mình lại tới đây quay phim. Đây một vài hình ảnh ngôi nhà sắp được hoàn thiện để gửi đến hình ảnh cho những cô bác mạnh thường quân đã hỗ trợ chị cất lại cái ngôi nhà này. Thì ngôi nhà này được làm lại theo kiểu tiền chế các bạn. Ở trên thì lập tôn, xung quanh là dừng dách, phía dưới thì lót cái nền gạch. Thì nhà này hôm trước được một người chị không có nói tên hỗ trợ 10 triệu, một người anh Ngọc hỗ trợ thêm 10 triệu nữa là 20 triệu. Dưới một người chú Lâm Dũng hỗ trợ thêm 14 triệu nữa để mình xây tường, lót gạch, như lại sơn, trang trí trong nhà. Thì hôm nay ngôi nhà được làm lại cũng sắp hoàn thiện rồi. Mình tới đây quay một vài hình ảnh phía bên trong để gửi đến hình ảnh cho mọi người xem. Đây, ngôi nhà thì được làm trên cái nền cũng khá là cao. Mùa mưa tới, mùa lũ tới thì cũng không có bị ngập. Phía trên thì làm mái kết cũng rất là chắc chắn. Thì do điều kiện mình làm bằng tôn cột sắt để tiện thi công cái nhanh, cũng đảm bảo thì nó không có bị nóng. Hôm nay anh thợ đang bắt chỉ ra ngôi nhà. Phía dưới thì nó có bông. Này thì nhà này có gắn cái cửa trước và cửa sau này. Thấy nhiều cô bác có nói cất nhà xong thấy để cửa sau, thì do cũng nhiều gia đình nhiều ý, nhiều cái mong muốn khác nhau, thành ra chủ nhà có muốn để thì mình mới để, còn không để thì mình cũng không có để cái cửa. Đây còn cái dách phía bên sau này nữa, còn xây lên và tô gáp cửa. Phía bên trong thì mình cũng lót nền xong rồi. Thì ngôi nhà này khoảng 2 bữa nữa thì nó hoàn thiện rồi các bạn. Đấy, sau khi tô xong thì mình đợi cái tường nó khô nước lại mình sơn lên nữa. Chứ bây giờ sơn lên nữa thì nó không ăn nước sơn. Đây bên hông ngôi nhà thì được dựng lại tôn nè các bạn. Thì ngôi nhà này cửa sổ cũng có, cửa sau cũng có, cửa trước cũng có, đầy đủ hết trơn rồi. Cái nền này làm rất là cao ha. Chơi gì vậy? Chơi sình hả? Nhà này mấy ngày nữa xong chú? Nó xong rồi. Còn tô phía sau nữa kìa. Sao nó chưa có tô nữa, tô tường nó khô chút. Mới xây sáng. Vậy có 2 ngày nữa ha. Cái tường này bao bao lâu nó mới khô? Cỡ 2-3 ngày không?
Khi nào khi mặt nó trắng lại, tường nó trắng lại đều chứ. Tường trắng lại mình mới sơn được hả? À? Dạ con chào cô. Hôm nay lại tới quay ngôi nhà mình á, cũng cho gia đình hay là cũng có chú tường dân ở bên thị sĩ á, giúp đỡ gia đình mình cắt lại cái ngôi nhà mới á. Thì hôm nay lại cho cô hay để mình dỡ cái nhà này ra đó. Rồi để thợ người ta mua vật tư á, đem lên nặng làm lại cái nhà cho mình ha. Nghe được cất nhà lại mừng không? Dạ mừng. Mừng lắm hả? Dạ. Trời mưa giọt, tội nghiệp cũng chết luôn. Dạ. Ở đây nè các bạn, này là ngôi nhà của cô Thị Dung. Thì hôm trước có quay phim ngôi nhà này thì được chú tường dân ở bên thị sĩ hỗ trợ 20 triệu để cất lại ngôi nhà mới. Thì hôm nay mình có lại đây quay phim để cho gia đình hay là chuẩn bị cất lại ngôi nhà này để cô dỡ ngôi nhà này ra. Vậy là ban đêm mình đâu có ở trong cái ngôi nhà này được hả? Dạ, đi nhà. Ở nhà, ở đậu nhà người ta. Thì hôm nay lại tới cho cô hay ha, coi nhờ hàng xóm xung quanh á, với chồng của mình á, dỡ cái ngôi nhà này ra. Để mai mốt đây người ta lên người ta làm rồi đó ha. Dạ. Bữa chủ nhật có nè. Thôi vậy con đi luôn cô ơi. Nhớ dỡ ra rồi dọn đồ ra giùm con ha. Cố gắng đó mày. Trời cho đứng bắt vô một ngày được bao nhiêu đó. Ổng đây ngôi nhà của cô Thị Dung này cũng sắp sập rồi các bạn. Đây chồng chằng mấy cái cọng dây chì xung quanh nè. Đây ngôi nhà này rất cần được cất lại. Thì hôm nay lại cho gia đình hay là chuẩn bị cất lại cái ngôi nhà này để thu xếp dỡ dọn đồ ra. À, dì ơi hôm nay con lại tới đây cho dì hay á, là có một người chú ở nước ngoài á hỗ trợ mình cất lại cái ngôi nhà này. À, chú Viên Nguyễn. Thì hôm nay lại cho dì hay là sắp tới khi nào mà người ta thợ người ta lại á, người ta chở vật tư lại á, thì mình ở đây mình coi dỡ cái nhà này ra với dọn dẹp đồ xích ra ngoài á, để cho thợ người ta mừng. Cắt kiểu như nhà tiền chế, cột sắt lập tôn như xung quanh thì dần dách đầu lại, dách thiết kính đáo á, ở dưới thì chán cái nền. Hôm nay ở nhà có một mình à hả? Mấy đứa cháu đi đi học à? Đi học hết à? Dạ. À, thì đây là các bạn, ngôi nhà này hôm trước là ngôi nhà của dì Thị Phước. Thì ngôi nhà này được một người chú ở nước ngoài hỗ trợ cất lại cái ngôi nhà này. Thì hôm nay lại tới đây cho dì hay ha. Thì thời gian tới khi mà những cái ngôi nhà kia làm xong á, thì người ta sẽ qua đây người ta làm cái ngôi nhà này cho mình. Dạ. Dạ. Nghe được các nhà mới mừng không gì? Mừng chứ. Dạ. Mừng dữ lắm đó. Dạ. Thì thời gian tới tụi con lại đây cất nhà lại cho dì ha. Dạ. Thì hôm nay lại cho dì hay biết thông tin gì đó. Để khi mà người ta tới đây làm cho mình thì mình dỡ cái nhà này ra ha. Thôi vậy con xin phép con về luôn dì ơi. Cảm dạ. Ơn con chú. Dạ dạ. À, chú Hiền ơi, hôm nay con tới đây quay phim rồi con cũng cho chú hay á. Thì cũng có nhiều cô bác hỗ trợ gia đình mình á, làm lại cái ngôi nhà này nè. Thì hôm nay lại tới cho chú hay á, để mình có cái niềm vui, giống như có cái ngôi nhà, chuẩn bị có ngôi nhà mới á. Dạ.
Rồi hôm trước cho tiền cho chú đó, chú có đi mua thuốc hay khám bệnh chưa? Hết rồi. Có chích thuốc hả? Chích thuốc nữa trời ơi. Dạ. Gầu chết rồi. Cũng hết. Mua đóng nhiều hộp rồi. Dạ. Đây đây ha. Đâu là cho nó chứ sợ tôi kìa. À. Rồi mình có tiền rồi, mình mua gạo rồi mua gì được gì ăn nữa. Tôi nha, bởi vì đường ngọt à. Nói chứ. Rồi chú có đi khám cái bệnh mình thấy nó đỡ hơn chưa? Khám rồi, cái thuốc rồi. Khám. Vậy đó hả? Nó khám rồi chứ còn một cái thải bụi nè. Còn mệt. Còn mệt ha. Dạ. Thì cái tiền mà cô bác cho mình đó thì cũng dư cất nhà rồi. Thì sau này nó còn dư bao nhiêu thì con sẽ đưa hết cho chú để chú đi bác sĩ á. Đi người ta khám bệnh một lần ha. Để người ta cấp thuốc cho mình nó uống cho hết cái bệnh luôn. Chú cũng cảm ơn. Dạ. Thì chắc cắt cái mấy cái nhà kia đó chắc khoảng cỡ chừng 5-7 bữa vậy á, rồi cái chạy qua đây cắt cái ngôi nhà này luôn. Dạ. Thôi vậy con cũng báo tin cho chú để chú mừng ha. Rồi một thời gian tới đó anh em thợ người ta qua người ta mặn lại cái ngôi nhà này cho mình. Dạ. Dạ dạ. Để cho cái ngôi nhà mình nó kín đáo nè, ngôi nhà này không có vách, không có gì hết trơn á. Ngủ ban đêm chắc lạnh lắm hả chú? Cái đó thì sợ cái gì? Dạ. Dạ. Ở đây mình ở ấp nào? Ấp An Hiệp hả? Ấp An Hiệp, xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Dạ. Tại có cũng có nhiều cô bác hỏi mà con không biết ấp này ấp gì hết trơn á. Ở đây nè các bạn. Đây mấy anh em ăn trong cái nồi nè. Hộp vịt kho. Đây là cái nồi cơm của mình đây hả? Có nóng chết rồi, cái nồi đó. Lần thôi. Dạ Dũng ơi, chú Dũng ơi, nếu mà có chú mượn ai được có mượn đi rồi không có nước thôi thì tôi chuyển cho. À, chú chào con. Con ra nhà sau đây rồi chú dẫn thợ lại để coi cái nhà của mình nè, để chuẩn bị làm cho mình đó. Cái này bề ngang 2 mét không? Chắc cỡ đó à. Như thế hả? À. Ô cái này giáp con lại. Để coi. Cái tôn nhà trước này trời mưa nó có dọn không con? Có hả? Hôm nay chú dẫn chú thợ lại để coi làm lại cái nhà sau này để nấu ăn cho nó đừng có bị dột mưa dột nát. Là lâu rồi không có nấu ở ngoài này được hả con? À. Mới gần năm. Dạ. Cha con làm gì? Cha con đi biển à? Dạ. Vậy là không có nấu ngoài này được lâu lắm à hả? Lâu lắm rồi. Hồi mẹ con chết tới giờ. Ừ. Rồi không gài cho tiền con á, con còn giữ đó không? Còn. Vậy hả? Dạ. Ừ, để dành lo cho mấy em nha. Dạ. Bữa nay không có đi học buổi chiều hả? Ừ. Vậy hôm nay lại tới cho con hay, tại hôm nay lưu bu công chuyện quá mà mấy cái nhà kia chưa có rồi á. Nên bữa nay lại qua coi cái nhà này để làm lại cho con. Ừ. Thì chú đi nha. Dạ. Ừ. Đây mình cuốn này nữa.